Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hất dân ra rìa để thu vén lợi ích riêng, rồi vu cáo phản động chia rẽ dân với đảng. Đã nhiều năm qua, ngành công an vẫn vắt óc suy nghĩ để tạo ra những vở kịch truyền thông với những tấm gương giả tạo của công an. Theo luật tự nhiên, khi người ta thiếu thứ gì thì sẽ khao khát thứ đó. Công an Việt Nam phải đi ăn mày những hình ảnh giả tạo về một thứ lòng tốt của lực lượng công an, thì điều đó chứng tỏ ngành công an đang thiếu lòng tốt và sự tử tế. Mỗi khi truyền thông rầm rộ tung ra hình ảnh công an giúp người già qua đường, giúp nông dân gặt lúa, giúp học sinh đi thi đúng giờ, vân vân, thì đấy cũng là lúc họ cảm nhận bị người dân khinh ghét. Mà người dân thì rất công bằng, ai bảo vệ dân thì dân thương, còn ai là hung thần với nhân dân thì dân ghét, chỉ đơn giản có vậy. Ác với dân thế này thì chịu sao nổi đây? Vào hồi năm 2016, trong chương trình Sinh viên 2016, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đưa ra câu hỏi là con sâu gặm tiền đối với cụm từ viết tắt cảnh sát giao thông, cho một tình huống nói về tham nhũng. Cách ví von này khiến cả xã hội tán thưởng vì nó quá đúng. Tuy nhiên, ngành công an bị nhột và họ cũng đã có rất nhiều bài phản đối trên truyền thông. Bởi ai cũng biết cụm từ cảnh sát giao thông là viết tắt của cảnh sát giao thông CSGT. Ông Nguyễn Phú Trọng từng có câu nói nổi tiếng rằng ta phải như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Rõ ràng lực lượng cảnh sát giao thông phải thế nào thì sinh viên mới ví von như vậy. Vào ngày 8 tháng 10, tờ báo VOV có bài viết với nội dung kích động chia rẽ lực lượng công an với dân, với đảng là hành vi thâm độc. Bài viết này quy kết thế lực thù địch gây chia rẽ lực lượng công an với dân, với đảng. Nếu công an không giết người bừa bãi tại đồn thì ai có thể chia rẽ được dân với đảng đây? Nếu công an không bắt người cẩu thả rồi đi mua vật chứng ngoài chợ về để ép chết bị can và án tử thì dân nào lại đi ghét công an? Có cảnh sát giao thông, một nước văn minh nào mà lại lập trạm, lập bốt, bắt dân phải hối lộ như công an Việt Nam hay không? Có công an nước nào đã đi trả thù dân vì dám nói xấu công an trên mạng xã hội? Nếu đảng không ác với dân thì chẳng ai kích động chia rẽ cho được. Công an là thanh kiếm bảo vệ đảng. Nếu đảng tử tế với dân thì làm sao công an lại dám xem dân như cỏ rác? Cho nên thế giới văn minh gọi chế độ Cộng sản Việt Nam là chế độ công an trị hay nhà nước cảnh sát. Bởi vì chế độ này đã sử dụng công an, cảnh sát để thực hiện các biện pháp cứng rắn, áp bức đối với đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của toàn dân. Và cũng bởi lực lượng công an thường xuyên chà đạp lên luật pháp, hành xử theo kiểu luật là tao, tao là luật. Trong khi lực lượng chấp pháp của các nước dân chủ phải luôn hành xử theo luật, phải thượng tôn pháp luật, không có bất kỳ ai được đứng trên luật pháp. Làm thế này sao dân không căm cho được? Cơ chế độc đảng về bản chất là độc chiếm quốc gia và nhân dân làm chiến lợi phẩm để tìm mọi cách khai thác nó. Đảng là tầng lớp cai trị, dân là tầng lớp bị trị, vậy thì hòa hợp thế nào cho được đây? Phải có đa nguyên để dân tự do đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, phải có đa đảng để mọi người dân đều có quyền tham gia chính trị công bằng. Khi đó, dân với đảng mới không xa cách. Ai cũng có quyền tranh cử vào cơ quan lập pháp, ai cũng có quyền tranh cử vào vị trí đứng đầu cơ quan hành pháp, thì lúc đấy đảng với dân mới gần gũi. Đằng này, đảng hất dân ra rìa, ra khỏi mầm chính trị thì dân nào hòa hợp với đảng cho được? Nếu đảng chỉ chuyên làm điều tốt cho dân thì cần gì phải dựng lên bộ máy tuyên truyền khổng lồ? Nếu công an luôn làm điều tốt thì cần gì phải dựng lên tấm gương này, tấm gương kia để mà lừa mị nhân dân? Có thể nói chẳng ai gây chia rẽ giữa đảng với dân mà chính đảng tự hất dân ra rìa để thu phén lợi ích, nên mãi mãi đảng không có được lòng dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin hất dân ra rìa để thui vón lợi ích riêng, rồi vu cáo phản động, chia rẽ dân với đảng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ba khúc xương khó gặm của Bộ trưởng Tô. Vào năm 2017, ông Tô Lâm đích thân sang Đông Âu, chỉ đạo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Kết quả được xem là thành công mỹ mãn khi chính Tô Lâm đưa được Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam để hầu tòa. Cũng nhờ đó mà Nguyễn Phú Trọng hạ được Đinh La Thăng. Tuy nhiên, đấy chỉ là hành động sốc nổi, chỉ được việc trong ngắn hạn, còn về dài hạn thì hại nhiều hơn lợi. Cái hại trước hết là Đảng Cộng sản Việt Nam bị dính tiếng xấu đối với Đức và các nước trong khối châu Âu khác. Thứ nhì là mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Việt Nam và Đức. Cho đến nay, mối quan hệ này vẫn còn chưa nguôi. Bắt cóc trong bất kỳ trường hợp nào cũng là hành vi phạm pháp. Hơn nữa, bắt cóc trên lãnh thổ một quốc gia còn là hành vi chà đạp lên hệ thống pháp luật và chủ quyền của quốc gia đó. Qua việc bắt cóc người, Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Tô Lâm đã xem Đức như là một quốc gia vô chủ vậy. Át hẳn, trong 13 yêu cầu này, có yêu cầu đã gửi cho phía Đức nhưng bị từ chối. Đức là một cường quốc của thế giới, là quốc gia vừa có gốc tư bản lẫn gốc cộng sản. Nơi đây, người Việt sinh sống và định cư rất đông, đặc biệt là người phía Bắc vĩ tuyến 17 trở ra, từng đi xuất khẩu lao động tại Đông Đức và giờ là công dân của nước Đức thống nhất. Cho nên, quan chức Việt Nam có bà con họ hàng tại Đức khá đông. Đây cũng là lý do để nhiều quan chức tham nhũng bỏ trốn, chọn nước Đức làm nơi tá túc. Thời ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã để sổng 4 con cá gọc trong các vụ án lớn, đó là Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí, Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công thương, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty tiến bộ quốc tế IEC, và Bùi Quang Huy, cựu tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Riêng Bùi Quang Huy không biết lẩn trốn nơi nào, còn ba người kia được xác định là hai người đang ở Đức và một người đang trốn ở Pháp. Vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, báo chí Việt Nam cho biết chính quyền Việt Nam đã gửi 13 yêu cầu dẫn độ trong năm 2023. 40 yêu cầu giao người chấp hành hình phạt tù, theo báo cáo của chính phủ. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam chưa thể dẫn độ được 4 nhân vật lớn nói trên, đặc biệt là Vũ Đình Duy, Hồ Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Được biết, Việt Nam không ký hiệp định pháp lý nào với Đức, còn với Pháp, Việt Nam cũng không ký hiệp định dẫn độ, chỉ ký hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự. Đức là nơi mà Vũ Đình Duy và Nguyễn Thị Thanh Nhàn ẩn náu, còn Pháp là nơi mà Hồ Thị Kim Thoa đang ở. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn có quốc tịch đảo Ship, là một nước thuộc khối châu Âu. Ông Vũ Đình Duy, bà Hồ Thị Kim Thoa và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là ba khúc xương khó nuốt đối với ông Tô Lâm. Hiện nay, một số người lý luận cho rằng Đức dung túng cho tội phạm Việt Nam là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đây chỉ là lý luận theo ngôn ngữ của Đảng Cộng sản. Với Đức, họ là quốc gia pháp quyền, thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân quyền. Họ sẽ chỉ xem xét vấn đề trên phương diện pháp lý, không dựa vào cảm tính, cảm xúc hay quen biết. Họ không tin tưởng vào quy trình tố tụng của Việt Nam mà trên thực tế đã để xảy ra quá nhiều oan sai. Do đó, tội phạm mà Việt Nam truy tố đối với Đức không hẳn là tội phạm. Vì vậy, nếu những người này kêu oan, kêu cứu thì luật pháp Đức có thể cứu xét. Lấy ví dụ về vụ Trịnh Xuân Thanh, ông Thanh đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức. Tất nhiên, ông ta phải trình bày những bằng chứng, chứng minh ông ta bị oan hoặc bị ép buộc, bị truy bức. Chính quyền Đức đã chấp nhận đơn xin tị nạn chính trị của ông Thanh, nghĩa là họ nhận thấy những bằng chứng lý lẽ của ông Thanh có phần hợp lý, phù hợp với pháp luật của họ. Ngược lại, Việt Nam lại tổ chức bắt cóc người trên lãnh thổ nước Đức. Đó là hành động phạm tội, là cách hành xử theo kiểu mafia mà một quốc gia pháp quyền không thể chấp nhận. Chưa kể hành vi đó chà đạp lên chủ quyền quốc gia của Đức. Vì vậy, sau vụ Trịnh Xuân Thanh, Đức từ chối tất cả các yêu cầu dẫn độ từ Việt Nam là điều hợp lý.
Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là tính đường rất ngắn. Vấn đề của chính quyền Việt Nam với phía Đức được chỉ được là tháo gỡ khi phía Việt Nam nhận sai và sửa bằng cách trả lại Trịnh Xuân Thanh trở về Đức. Tuy nhiên, việc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận sai là không bao giờ. Vậy nên, dù có soạn thảo về luật dẫn độ, có làm gì đi chăng nữa, thì việc bắt người tại Đức là điều không thể. Mà cả Pháp cũng như vậy, Việt Nam chưa có hiệp định dẫn độ với Pháp, thì xem ra muốn bắt người là rất khó. Cho nên, có thể nói, trường hợp Vũ Đình Duy, Hồ Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Thanh Nhàn là ba khúc xương khó gặm đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin hôm nay, ba khúc xương khó gặm của Bộ trưởng Tô. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.